Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị, chào các cô chú bác. Hôm nay em quay video với cây địa lan Hoàng Vũ, là một cái cây địa lan truyền thống của Việt Nam. Ở đây thì có một cái cần đằng trước và một cần đằng sau. Thì đây thì em cũng khá là phân biệt, thì mình nhìn nó cũng rõ hơn về cái mặt bông khuôn hoa của cái chi tiết của cái cây địa lan Hoàng Vũ. Đây là một cái cây địa lan Hoàng Vũ này. Hoa nó màu vàng và xanh vàng. Đấy, đây là trong râm ra nắng thì nó vàng hơn, nhìn hơi khó. Đấy, đây. Nó là một cái cây bông, sai bông rất là to. Vai xuôi. Đây là hai cánh đài ngoài này. Đấy, gọi là vai. Vai hoa là vai xuôi. Hoa màu vàng thôi. Đấy, thì cây địa lan Hoàng Vũ này là cây địa lan truyền thống của Việt Nam. Thì còn có rất là nhiều người hỏi rằng là cây này có phải là cây Trung Quốc hay cây Việt Nam hay là như nào đó. Thì em nghĩ là như kiến thức của em biết ấy, thì cái cây Hoàng Vũ này là vẫn nuôi trồng tại Việt Nam chứ không phải là cây Trung Quốc. Nhưng nguồn gốc thì nó vẫn là từ Việt Nam mà ra. Kể cả một số những cái cây mà trồng nhiều ở Trung Quốc như hiện tại, như là Thanh Trường hay là Cẩm Tố hay là Hoàng Kim Bảo, Âu Tử Thúy, nhìn chung nó có nhiều cây. Nó rất là nhiều cây mà có nghĩa là cũng là gốc Việt Nam nhưng mà Trung Quốc người ta trồng. Thực ra thì về hoa thân lá thì nó có khác hơn một chút, bởi vì Việt Nam mình trồng rất là kém. Còn Trung Quốc thì người ta trồng rất tốt nên thân lá nó rất là đạt. Cho nên là mình đôi khi là mình hơi nhìn nhận nó hơi gọi là quá, chứ bản thân em thì em thấy là hàng Việt Nam hay hàng Trung Quốc thì nó cũng như nhau. Nó cùng là cây địa lan cả và đều nuôi trồng tách chiết tự nhiên chứ không phải là công nghiệp. Trung Quốc người ta nuôi, kể cả là như anh chị thấy là cái cây thanh trường hay là cây thanh ngọc ấy, nuôi nó cũng là tách chiết từ gốc nhân ra thôi chứ không phải là gieo hạt hay gì cả, nên nó không phải là cái đại trà và nó không khác nhau. Còn ví dụ như một số cây như hương cát cát thì cái văn lợi hay là một số những cây khác ấy, thì nó mới là cái cây công nghiệp, cây lai da, cây lai tạo nhân tạo ấy. Đấy. Còn thì như cái cây địa lan Hoàng Vũ này thì mọi người nói là theo có cái múa ấy, có nghĩa là bông hoa là múa theo ánh sáng mặt trời ấy, thì em thấy là nó cũng bình thường như những cây khác thôi. Chẳng qua là cái cây này do bông to quá đâm ra là cái cánh của nó sẽ hơi lệch lạc đi. Chứ còn thực sự là do nếu mà để mà như em chơi mà em thấy là nó ánh sáng hướng nào mà nó quay hướng đó thì em chưa nhận định thấy là nó rõ rệt lắm. Còn như các cụ thì vẫn nói vậy, còn em thì nuôi rất là nhiều năm nhưng chưa thấy là thực sự là nó có sự chuyển biến như vậy. Mặc dù năm nay cũng là một năm năm nào địa lan nhà em nó cũng có nở. Thì em giới thiệu một chút về thân lá cái này để chúng ta không bị nhầm lẫn giữa cái này và cái khác. Anh chị nhìn tổng thể của một cái cây địa lan Hoàng Vũ đây. Cần hoa năm nay là đây là những cần hoa còi em còn lại, thì còn cần hoa to là em bán hết rồi nên là cũng không còn nhiều. Còn cần hoa còi như này thì em vẫn còn. Đấy, thì như cái chậu này em vừa trồng lại là để cho năm nay sự phát triển của năm 2020 để Tết 2021 nó phát triển ấm chậu. Đấy, trồng luôn vào chậu này. Đây là cái bộ lá này, anh chị thấy không ạ? Đây là cái dáng lá của nó này. Đấy, dáng lá nó xòe ngang, đúng không ạ? Lá rất là mềm, dài và to. Thì em sẽ vào phần mô tả chi tiết một chút để các anh chị không bị nhầm lẫn. Thì cây này là mầm xanh vàng thì luôn luôn mặc định nó là xanh sạch anh chị nhá. Đấy, đây, những cái lá mầm nhỏ này. Mầm rất là bé, là xanh sạch. Còn đâu thì năm nay thì nó hiện giờ nó chưa lên mầm nhiều. Mầm thì một số những cây khác thì nó có mầm, còn cây này của em thì nó chưa có mầm nhiều. Đây, những cái cây bên này có mầm đây thì nó là mầm xanh sạch, không ám một chút nào. Còn những cây mạc, những cây mạc thì là hoặc cái đỏ thì là những cái cây mà nó mầm nó có màu. Còn những cây điểm hay là những cây xanh vàng này thì nó hoa mầm luôn luôn là xanh sạch, kể cả là cần hoa nó cũng sẽ là xanh sạch. Tiếp theo đến củ của nó. Cái củ của cái bọn hoàng cái giống này ấy, thì nó lại khá là dài và nó tròn tròn thành bầu dục, anh chị thấy không ạ? Đấy, củ nó tròn nhưng mà dài, tròn đầu, có nghĩa là cái đầu này nó là tròn này chứ nó không bị thắt lên như kiểu là cái cây
Hoàng Kim Bảo chẳng hạn thế. Cây Hoàng Kim Bảo nó thắt thắt nó dọc dọc lên, còn cây này đầu rất là tròn, phình tròn, phình tròn được cả cả cái đầu trên này, đầu dưới đương nhiên là tròn rồi, còn đầu trên này Hoàng Kim Bảo nó nhọn hơn. Cái này củ của nó thì nó cao khoảng từ 2 đến 4 cm, có thể là 5 cm. Đấy là với những củ to, củ này nó trung bình khoảng tầm 3 đến 4 cm. Và nó to khoảng từ 1,5 đến 3,5 cm. Tiếp theo là đến phần lá. Lá của cây Hoàng Vũ này là dạng huyền diệp, lá võng dài. Anh chị thấy không ạ? Lá đây. Đây nhìn một cái lá này thì anh chị thấy không ạ? Có cái cây huyền diệp ấy thì lá nó cong hẳn xuống này. Có cây huyền diệp lá cong hẳn đây, nó cây tầm này. Đấy, chứ còn cái này thì chưa gọi là bình, nói chung nó tầm tầm trên này thì nó gọi bình bình diệp. Đấy, lá tầm ngang ngang này thì gọi là bình diệp này. Cao hẳn như cái này thì là trực diệp. Còn cái này thì bình diệp này. Đấy, như cái này thì nó gần như là huyền diệp rồi. Dạng lá võng. Cái này thì lá nó dài khoảng từ 20 đến khoảng tầm 80 cm. 20 đến 80 cm. Nó có lá rất dài, những cái lá dài nó hay cao lên. Đấy, anh thấy không ạ? Và để ý đặc điểm một chút thì cái lá này nó luôn nó màu vàng. Hoàng Vũ nhưng mà là luôn màu vàng, nó giống Hoàng Kim Bảo đấy. Nó vàng vàng, nó cái hành vàng chứ nó không xanh ngắt như là cái dòng 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 hoa xanh. Hoa xanh ví dụ như là Triều Châu Tố Hoa hay là cái Thanh Ngọc thì hoa lá nó cũng xanh hơn. Còn hoa vàng thì thường lá nó hơi vàng, hay hành vàng. Lá của nó dài từ 20 đến khoảng 80 cm. Có thể là dài hơn 80 để phụ thuộc vào mình nuôi. Nó to thì nó khoảng tầm 1,5 đến 2,5 cm thôi. 3 cm cũng có nhưng rất là ít. Vũ lá nó không to lắm. Nó cũng có to nhưng không to nhiều. Nếu mà chăm tốt nó phải củ to. Đại loại là cây nó to, tỷ lệ thuận nó với nhau. Đĩa lan thường sẽ là tỷ lệ thuận. Và trên cái mặt lá của nó anh chị để ý kỹ một chút thì nó hơi kiểu cảm giác là hơi caro. Anh thấy không ạ? Đây này. Lá non nó cảm giác lá nào nó cũng như kiểu là hơi kẻ 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 ngang kẻ dọc đây. Nó không hẳn là caro nhưng có nghĩa là nó có cái kẻ đặc trưng của nó. Giống như còn lộ những cái đường gân ở trong. Thì thấy không ạ? Đấy. Cái mặt lá của nó nhá. Còn những cái lá già của nó, lá già mà có nghĩa là ấy thì nó vẫn là hết. Nó vẫn hết. Nó không có cái kẻ gân đó. Nhưng cái củ tơ của nó gần như lá nào cũng có. Anh chị thấy không ạ? Đây này. Đấy, gần như lá nào cũng có hết. Củ tơ, có nghĩa là tất cả những củ tơ đa phần là lá nó kẻ ngang kẻ dọc nó đều có cả. Trông hơi caro, đúng không ạ? Lá này của nó thì anh chị có thể thấy là nó đây. Khi mà nó đi sang ngang đây. Đấy. Đúng không ạ? Lá của nó đi sang ngang là chủ yếu. Anh chị nhìn một vế thôi, còn một vế thì nó ấy. Lá nó sẽ đi sang ngang và nó sẽ hơi thỉnh thoảng nó sẽ có hơi những cái điểm gập. Gọi là điểm gập đây này. Ví dụ như cái lá này. Nhìn lá bên này nó hơi trồng hơi nhiều khó. Đây, lá này. Đây để em quay một chút cái lá này. Cái lá này thì mọi người nhìn sẽ rõ hơn. Bởi vì nó rõ rệt chứ nó không liên quan đến những cái lá nào đây. Đây anh chị nhìn cái lá này các bạn. Đây nhá. Đấy, cái lá này nó sẽ có một điểm gấp hơi nhỏ đây này. Đấy, nó không được mịn. Đây này. Nó không được mịn. Nó sẽ hơi gấp một tí. Nó sẽ hơi gấp. Đấy. Hơi gấp. Đấy. Khi lên đây thì nó hơi gấp đây. Nó không được mịn tròn theo kiểu là đường cung đâu. Nó kiểu là mình vẽ hình tròn bằng cái bút thôi chứ không phải là bằng cái copa. Đây này. Nó hơi gấp đây anh chị thấy không ạ? Nó chỉ hơi gấp một chút thôi. Đĩa lan này nó rất là khó nên là cần phải nhìn từng chi tiết nhỏ của cái lá. Hơi gấp dạng vậy. Và khi mà nó võng lên thì khi mà nó cao hẳn lên thì nó cũng xuống, cong xuống và nó hơi lá nó, cái chỗ này hơi kiểu hình lõm hình cái thìa đây này. Lõm chỗ này, gần cuối lá anh chị thấy không ạ? Gần cuối lá này nó lõm kiểu hình cái thìa. Đấy, xong ngóc lên này, xong lại xuôi xuống. Đấy, đây này. Lá này thế này. Nó sẽ hơi lõm kiểu hình cái thìa. Đấy, đây, kể cả những cái lá thấp ở dưới này. Những cái lá thấp ở dưới này. Nó cũng hơi lõm kiểu hình cái thìa. Thì đấy là với những lá dài. Còn những lá ngắn mà nó dựng lên thì sao?
những lá ngắn mà dựng lên ấy thì nó không có lõm hình cái thìa đó, nhưng mà nó khá cao đây này. Bởi vì địa này nó rất khó nên là mình không phải nhìn một hai cái lá mình đoán được. Đây, những cái lá ở trên này đương nhiên là nó cũng sẽ có cái lá nọ lá kia. Cái này thì cái đuôi lá cuối cùng của nó này là không vặn, nó không bị vặn vào đỗ, thường nó sẽ phẳng. Đây anh chị thấy không ạ, đây phẳng đây, như cái này là nó vẫn hơi có cảm giác cái thìa ở đây nó hơi võng xuống cái chỗ này này, nó hơi lên cái ở dưới lên nhá, xong hơi võng xuống, hơi lõm xuống, xong lại lồi lên, sợ cong ra. Đấy, đây như cái lá bên này thế này. À này anh chị thấy không ạ, đây đấy, nó hơi lõm xuống ở cái điểm này, ở cái điểm trên này, đây này, điểm này, này. Đấy, nó hơi lõm xuống kiểu cái thìa. Đấy thì nó cũng là một cái chi tiết về cái cây hoàng vũ, gồm cả thân lá, diện tích lá, rồi thì cái đuôi lá và cái độ mềm. Thì đương nhiên là cái lá nào nó cũng có gai hai bên. Anh chị có thể cảm giác bằng việc mua về xong mình thử. Điện này rất là khó, bản thân em đánh giá nó rất khó, chứ không đơn giản, không hề dễ nhớ một chút nào. Và em muốn nói đến hoa của nó một chút. Hoa của nó thì nở vào dịp Tết Nguyên Đán và có thể là Xuân Lan. Thường thì nó sẽ nở vào dịp Tết là nhiều. Cây này khá đúng Tết. Đấy, còn đâu đa phần là cây Xuân Lan. Cây này với cây Vũ Hà Nội là khác nhau. Đấy chính là cây Vũ Hà Nội là cây rừng đột biến đẹp hơn rất nhiều. Còn cái cây này thì nó chỉ là một cái cây vũ truyền thống thôi. Cây này thì hoa nó rối. Nhìn chung là nhìn một bông thì gọi là nhìn không biết là nó là hình thái làm sao. Đấy, thế nên là nhìn nhiều bông nhìn một bông nó rất khó. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Bông rất là, nhìn chung là nó rất là rối, nó không được đẹp và ngay ngắn như là cái cây đại hoàng hay những cây khác đâu. Thế nên khi mà anh chị chơi cái cây này, nó chỉ là một cây truyền thống. Em đánh giá nó thì cây này không cao, như cây thanh ngọc thì nó thoát cần, nó đẹp, nó ngay ngắn. Nhưng cây này thì em thấy là nó lưỡi của nó thì vặn vẹo, mà cánh của nó thì rũ, cánh rủ. Đấy, cánh rủ, lưỡi của nó thì vặn vẹo và bông to, sai bông rất to, hoa màu vàng và rất là thơm. Được cái địa lan của Việt Nam chúng ta thì rất là thơm và nó có những cái nét hương thơm đặc trưng riêng mà em không thể tả được. Bởi vì hương thơm địa lan là một hương thơm rất khó nói. Đấy, thì đây là một trong những cái cây địa lan rất là nổi tiếng và được rất là nhiều người biết đến. Thì anh chị cũng có thể sưu tầm và tìm hiểu thêm ở những cái nơi khác. Còn đây là chính xác là cây địa lan hoàng vũ truyền thống của Việt Nam. Thì anh chị có thể tham khảo thêm các nguồn thông tin khác cũng như là trên kênh Thiên Ngàn Hoa, và có thể sưu tầm chơi những cây này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.